Thưa quý vị, sự việc 4 trẻ sinh non ở Bắc Ninh tử vong cho thấy rõ hơn về hậu quả nặng nề của tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện, khi mà vấn đề này luôn là một sự ám ảnh của ngành y tế Việt Nam, không chỉ đe dọa sức khỏe bệnh nhi mà còn là mối nguy với tất cả người bệnh. Có không ít bệnh nhân chỉ mắc các bệnh thông thường, thậm chí là bệnh nhẹ, nhưng do nhiễm khuẩn bệnh viện đã không qua khỏi. Nhiễm khuẩn bệnh viện được coi là quyết định trực tiếp tới hiệu quả điều trị, đến việc thành công hay là thất bại của những ca bệnh. Thế nhưng có một thực tế là từ nhiều năm qua, mặc dù nhiễm khuẩn bệnh viện là nỗi ám ảnh của ngành y tế, thế nhưng nó lại chưa được quan tâm đúng mức. Tại sao những bệnh viện ở các cán bộ có chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn thì lại chưa được đào tạo bài bản về cả chuyên môn, về cơ sở vật chất chống nhiễm khuẩn thì thiếu? Trong khi đó thì người dân thờ ơ ngay cả với những hành vi diệt khuẩn nhỏ nhất như là đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Và với hình ảnh câu chuyện ghi nhận thực tế từ nhiều bệnh viện, câu chuyện buổi sáng hôm nay sẽ cho quý vị thấy vì sao vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện ở nước ta lại nan giải như vậy. Và chúng tôi hy vọng sau khi xem xong thì quý vị sẽ tự giác hơn trong việc phòng tránh nhiễm khuẩn, vừa là bảo vệ chính bản thân mình, vừa là bảo vệ gia đình và cộng đồng. Bị viêm phổi, bệnh nhân này được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Do có sẵn bệnh nền, lại tiếp xúc với ống thở của máy thở, bệnh nhân đã trở thành mục tiêu tấn công của nhiều loại vi khuẩn, trong đó có vi khuẩn đa kháng thuốc, vốn vẫn tồn tại ở những khoa bệnh nặng. Colistin, loại kháng sinh hiếm hoi ở Việt Nam và trên thế giới, chưa bị vi khuẩn kháng lại, được coi là kháng sinh dự trữ, thì nay đã phải mang ra sử dụng cho một người còn rất trẻ. Kháng sinh từ thế hệ 1 đến thế hệ 4 đã không còn tác dụng. Cơ hội sống sót của anh đang phụ thuộc vào loại kháng sinh vốn gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm này. Thế colistin là một trong những kháng sinh thế cuối cùng, gọi là chúng ta được xem nó là như là một vũ khí cuối cùng của thầy thuốc để điều trị đối với những vi khuẩn đa kháng thuốc. Thì kháng sinh này được phát hiện từ những năm 1940, tuy nhiên trong một vài năm sử dụng người ta thấy cái độc tính trên thận nó quá lớn, chúng ta không còn lựa chọn nào khác sau khi mà các cái vi khuẩn nó đã kháng hết các thuốc kháng sinh carbapenem. Tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, khoa hồi sức sơ sinh đang điều trị cho 4 trẻ sinh non. Hai bác sĩ này không lúc nào rời mắt khỏi các cháu, thỉnh thoảng lại vào buồng bệnh cách ly để chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, họ lại vô tư mang theo cả điện thoại, đồng hồ, vốn là những ổ vi khuẩn, vào buồng bệnh cách ly dành cho những bệnh nhi non nớt, yếu ớt này. Không hiểu là chị sơ suất hay là thế nào mà lại mang cả điện thoại vào trong phòng các cháu này ạ. Vội vàng nên là tôi mang vào thôi. Mới đây, các chuyên gia y tế Anh đã kết luận điện thoại di động cũng là ổ vi khuẩn lớn nhất, với lượng vi khuẩn nhiều gấp 10 lần so với bồn vệ sinh. Chiếc điện thoại không tự tạo ra vi khuẩn, mà thủ phạm chính là đôi tay của chúng ta với vô số vi khuẩn nguy hiểm. Những hành động nhỏ, nhưng đôi khi lại là nguyên nhân khiến các phòng bệnh bị nhiễm khuẩn. Nếu như mà vào cái buồng hồi sức sơ sinh ấy, thì về nguyên tắc, tức là anh phải vào như buồng phẫu thuật. Anh phải giữ được cái môi trường ở đấy nó phải vô khuẩn nhất. Điện thoại thì lại càng nguy hiểm. Bởi vì là những cái nghiên cứu cấy các cái vi khuẩn ở trên các cái điện thoại ấy, thì có một cái mật độ vi khuẩn rất là lớn. Đấy, và điện thoại là cái nơi mà tay chúng ta thường xuyên động chạm vào. Còn tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện tuyến cuối điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Trong số những bệnh nhân chờ khám, không mấy ai đeo khẩu trang để bảo vệ mình. Trong buồng bệnh, hầu hết bệnh nhân đều dùng chăn cá nhân như thế này. Bệnh viện không thiếu chăn, nhưng người nhà vẫn tìm mọi cách để mang đồ dùng cá nhân, có thể là ổ vi khuẩn di động vào. Bệnh viện thì có chăn cũng ấm, nhưng mà mang chăn ở nhà đi cho yên tâm, thoải mái. Đầy đủ, không thiếu một cái gì, chăn quần áo, chăn ga, chăn màn quần áo ga đầy đủ, không thiếu cái gì. Và tiệt trùng còn sạch sẽ hơn cả quần áo, chăn ga của nhà mình ở nhà. Vì ở đây được giặt bằng nước nóng và hóa chất và sấy khô. Bảo vệ người ta chưa kiểm soát đấy, tân nơi lại tuần qua vào mang lên. Đấy, nhắc về thì chỉ được một lúc là lại mang ra rồi lại mang vào. Khi chăm sóc bệnh nhân, người nhà cũng không mặc áo đã tiệt trùng do bệnh viện cung cấp. Có nhiều loại vi khuẩn,
với người khỏe mạnh thì vô hại, nhưng đối với bệnh nhân có thể lại là sát thủ. Và sát thủ đó lại đang dồn dập thâm nhập vào các phòng bệnh. Được thiết kế tự động hóa với những vật liệu cao cấp. Đây là phòng bệnh đặc biệt nhất, đắt tiền nhất của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tôi đang có mặt tại một buồng bệnh rất là đặc biệt. Và có thể thấy là buồng bệnh này được bố trí hai lớp cửa rất là kiên cố. Vâng, đây chính là buồng bệnh áp lực âm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Có thể thấy là buồng bệnh được chia làm hai phần rất là rõ rệt. Nơi mà tôi đang đứng đây chính là buồng đệm. Còn buồng bệnh sau lưng chính là buồng kín. Và trong cái buồng kín này thì những bệnh nhân nhiễm vi khuẩn, virus nguy hiểm sẽ được điều trị và cách ly tại đây. Bên trong là một bệnh nhân nhiễm vi khuẩn lao, một loại vi khuẩn đặc biệt nguy hiểm và có tốc độ lây lan nhanh. Chỉ có phòng này mới đủ sức kiềm hãm sự lây lan của vi khuẩn lao. Theo các chuyên gia, vi khuẩn sẽ bị cách ly tuyệt đối trong buồng bệnh, sau đó đi qua một đường ống riêng và bị tiêu diệt. Bệnh nhân được điều trị sẽ giảm được sự lây truyền bệnh qua không khí. Phòng bệnh này do đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford Anh hỗ trợ khánh thành được 7 năm nay nhằm cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân, bảo vệ nhân viên y tế và bảo vệ môi trường xung quanh. Số tiền đầu tư cho phòng áp lực âm khoảng trên dưới 20 tỷ đồng và chỉ chứa được một bệnh nhân. Cái bệnh nhân mà có nguy cơ lây nhiễm theo đường hô hấp rất là cao, nằm phòng đấy là thường xuyên. Được mấy người nằm một phòng đấy? Phòng đấy là phòng cách ly nên chỉ một bệnh nhân được nằm thôi. Cho đến thời điểm này, đây là phòng áp lực âm duy nhất trong hệ thống bệnh viện công ở miền Bắc. Phòng thứ hai được đặt tại Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, ở các nước phát triển, ngay từ bệnh viện tuyến dưới đã được trang bị nhiều phòng nhốt vi khuẩn như thế này. Thấy bên Singapore thì người ta lại có đi với bệnh viện ở thành phố, bệnh viện Changi ở Singapore ấy, thì người ta có nhiều phòng áp lực âm hơn mình. Các thành phố đã có cả phòng áp lực dương, áp lực âm. Và đa phần những cái bệnh nhân có nguy cơ lây lan, ví dụ như chỉ cần là sởi, lây qua đường hô hấp hoặc là bệnh nhân lao, người ta đã có những cái phòng cách ly như này để người ta được nằm rồi. Còn ở nước ta, ngay đến tình trạng nằm ghép còn khó giải quyết. Nói gì đến những phòng áp lực âm? Chị Phạm Thị Liên vừa là điều dưỡng, vừa kiêm nhiệm lãnh đạo khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Giống như lãnh đạo nhiều khoa kiểm soát nhiễm khuẩn khác, chị chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu về kiểm soát nhiễm khuẩn. Không được đào tạo chuyên sâu ạ. Chuyên về kiểm soát nhiễm khuẩn thì không, nhưng chúng em đã được có chứng chỉ về kiểm soát nhiễm khuẩn. Thế chuyên ngành chính của chị là gì? Em tốt nghiệp đại học điều dưỡng và em đã học thạc sĩ quản lý bệnh viện. Chúng tôi đang động viên tìm một bác sĩ về làm chuyên trách hàng đấy và được đào tạo chuyên sâu. Đó cũng là tình trạng chung của nhân lực kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Vì ngay cả các trường đại học y hàng đầu ở nước ta cũng chưa có chuyên ngành đào tạo bài bản về kiểm soát nhiễm khuẩn. Hiện nay thì chúng ta trong các cái trường đào tạo, trường đặc biệt là cái trường đại học y thì chúng ta chưa có cái chuyên ngành về kiểm soát nhiễm khuẩn. Cho nên là cái nguồn lực để mà cho nhân lực, cho những cái nhân viên chuyên trách làm kiểm soát nhiễm khuẩn thì hiện nay là còn rất là thiếu. Có thể thấy kiểm soát nhiễm khuẩn đang là bài toán nan giải ở Việt Nam. Kéo theo đó là những hệ lụy mà cộng đồng nhìn thấy thì ít, không nhìn thấy thì có lẽ là rất nhiều.